Hello, chào tất cả anh em. Bên đây em tiếp tục về một cặp loa dòng loa Airway và bắt đầu em giới thiệu về sơ sơ cho anh em xem nha. Và đây là phía trước nó, dòng này á, là nó xung quanh nó gắn miếng nhôm nha anh em. Hàng này zin nha, zin nguyên bản nha anh em, nhôm nhôm xịn của Mỹ luôn nha. Dòng này hàng này của Mỹ, nhôm nó rất là dày. Và đây đây một cái em đã tháo sẵn, anh đi quay clip. Và đây em tháo bên trong, đây đây là chấp còi và đây là bát 30, bát 30 sườn ga, sườn nhôm đúc nha anh em, sườn nhôm đúc nha, đây sườn nhôm đúc nha, vỏ cây. Và em quay phía sau. Đây, phía đây nó để Airway nè các anh em, cái tay đó. Và phía sau của lò này, sau lò nha, đây đây là dòng này Airway S12 2A 32 quay sụt tem. Hàng này là main nút A này, công suất nó 100W 8 ohm, nó là số series. Và bên đây là giờ và quay phía bên đây trong là phía bên trong của lò. Đây là sườn nhôm đúc, này là gọi là Mỹ nồi luôn nha anh em, này là lo Mỹ nồi luôn nha, bát 30 nha, Mỹ nồi luôn, nhìn của bát là biết rất là gấu, rất là nặng nha anh em, sườn gan đúc rất là nặng. Đây và phía trên là cái chép, của chép nó rất là độc, đúng là hàng Mỹ quá độc anh em ơi. Đây không còi nha, hàng Mỹ nha. Và đặc biệt cái con này á, là cái băng tần nó rất là độc. Đây băng tần á, anh em cũng dây nữa đây. Và đây cái tụ, đây cái tụ nha. Và đây dòng đặc biệt cái con này tại sao nó lại xài là cái hai con sò luôn, hai sò nằm phía sau trong thùng nha anh em, sò nha. Không hiểu sao dòng này nó xài sò hôm nay lúng ghê. Rồi hàng này rất là độc nha anh em, này mấy này tiêu bông, tiêu bông nó rất là dày, thùng này rất là trắng, nó rất là chắc nha anh em, rất trắng trắng, gỗ nó rất là xịn. Cặp này mình cao kê vô tư nha anh em, vô tư nha, cặp lo này rất là nặng nha anh em, rất là nặng lắm, rất là nặng, phải thật chất cặp lo này rất là nặng, rất là gấu. Hàng này Mỹ nồi nha anh em, đây dòng này thì hỏi chê được, hàng này hàng gấu rồi. Rồi anh em nào làm được thì liên hệ em, và muốn xem chi tiết thì vào Zalo em, và ai anh em mua thì liên hệ qua số điện thoại dưới bài đăng em có. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em nha. Em kết thúc video tại đây và em sẽ test clip bài sau, test về chất âm với dòng lo này, hàng Mỹ nha anh em, dòng lo cao kê. Rồi em kết thúc video này, xin chào.